Loan cũng về rồi cả nhà, lên xe rồi. Thấy đâu là video đâu, thấy là cũng xuống đây mà. Cô chú anh chị ơi, thì về Hồng Loan của anh Quy Sơn cũng về cả nhà ơi. Quy Sơn cũng vừa đến nhà của chú anh chị ơi. Thì lúc nào thì bọn cũng đứng đây để chia sẻ cho cô chú anh chị tình hình chị Hồng Loan đi diễn kịch về, cô chú anh chị được xem được biết tình hình chị Hồng Loan năm mới di chuyển. Nói chung là các con chị Hồng Loan ba cái con trai cũng đi chơi là cái cùng anh Hải rồi chị Hồng Loan đi diễn kịch. Con lốc cây nó đang thấy bọn em đứng ở cái chỗ đi xem anh Quy Sơn ha, đón chị Hồng Loan về ha. Con gái này là thấy gặp chị Hồng Loan ở trên mộ trên chắc bọn cô gái hàng xóm. Ủa đi đâu con mình vậy em? Hả? Đâu kịch hả? À kịch hả? Biết được đưa về. Không, tao có người bảo vệ rồi. Đúng không? Cô chú anh chị ơi, em bé này cũng chạy theo luôn nè.
không cho quay. Nói chung là em bé này đi xem kịch cũng đi theo chị Hồng Loan để thắp hương cho chú Năm à, cả nhà. Cô chú anh chị. Ủa em ở gần đây không em? Thành phố không gần. À, thành phố chứ mà ở quận mấy quá đây. Bạn trai em đâu em đi chở đi cho vui, đi mình vậy. À, cảm ơn em, chúc em năm mới nhiều sức khỏe, gặp thành công nha. À, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em. Nhớ đăng ký Vân Anh nha. À. Dễ thương luôn mà đi một mình nữa. Nói chung là ba anh em tính là đưa cho em gái về cả nhà, tại vì đường bây giờ cả nhà mình thấy đúng rồi, rất là khuya, khuya rồi. Nhưng mà em không chịu. Đó thì nghe chịu lo đó là cũng bảo vệ, mình cũng hơi ngại đúng không? Bảo vệ là mình bảo vệ luôn cũng được. Được vậy đó thì nói chung là Hậu Nhân và Tinh Nam Miền với lại Huyền Thoại KB là mấy anh em cũng chuẩn bị đi xuống đi vào Long An. Hoàng Long Phong, An, à, Vĩnh Long nhé. Đây cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị ơi. Thì nói chung á, chị Hồng Loan diễn kịch hôm nay cũng rất là vui nha cả nhà. Là cũng rất nhiều cô chú anh chị đến ủng hộ trong buổi tối diễn kịch ngày hôm nay. Thì chị Hồng Loan trước khi chị Hồng Loan về, chị Hồng Loan cũng lên thắp hương chú Năm có một bó bông rất là đặc biệt là khán giả tặng cho chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan ôm bỏ lên trang của chú Năm. Cũng có một người khách đặc biệt nữa là tặng một món quà cho chị Hồng Loan tại sân khấu nghe cô chú anh chị. Nhìn hủ tiếu là biết không cả nhà. À, bên kia là quán hủ tiếu cả nhà. À, bây giờ bắt đầu người ta mới dọn nghỉ cả nhà. Mấy anh rất là dễ thương mọi người, rất là vui. Anh thấy bọn em quay phim anh là anh nhìn đó cả nhà. Quán hủ tiếu bán rất là ngon nha cô chú. Dạ, thì hiện tại thì mấy anh em cũng từ bên trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận đúng rồi về đây. Thôi tiếng của mình cũng xin kết thúc lấy tại đây cô chú anh chị ơi.